Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải game, ứng dụng trên máy tính với phần mềm giả lập. Bước 1, các bạn đang xem video, hãy kéo xuống và bấm vào link website trong phần mô tả hoặc bình luận. Bước 2, chọn tải về, sau khi tải xong, thì bạn hãy bấm vào, file nó nằm ở góc dưới bên trái của màn hình. Bước 3, sau đó nó sẽ hiển thị lên một bản thông báo, thì bấm vào nút cài đặt ở giữa và đợi vài phút để nó tiến hành cài đặt phần mềm lên máy tính. Bước 4, sau khi cài xong, bây giờ bạn hãy mở giả lập này lên và chọn vào đăng nhập tài khoản. Lúc này bạn hãy sử dụng tài khoản Google, Gmail để đăng nhập. Bước 5, đăng nhập xong thì bạn hãy bấm vào ô tìm kiếm, gõ tên game, sau đó nhấn Enter. Bước 6, chọn vào game trên màn hình và nó sẽ chuyển bạn đến cửa hàng Google Play và bạn hãy bấm vào nút cài đặt màu xanh để tải game. Bước 7, sau khi tải xong, thì bạn hãy bấm vào nút mở. Play hoặc Open là đã có thể bắt đầu chơi game.